Tin chủng viện Thánh Phaolô giáo phận phát diệm. Chủng viện Thánh Phaolô phát diệm hành hương trong mùa phục sinh. Chủ nhật thứ hai phục sinh vừa qua, chủng viện Thánh Phaolô phát diệm đã tổ chức chuyến hành hương đến nhiều địa điểm trong giáo phận, tạo điều kiện cho anh em chủng sinh có cơ hội giao lưu, quan sát và học hỏi từ môi trường thực tế trong các giáo xứ. Theo tin trang tin giáo phận phát diệm, Đoàn hành hương gồm có quý cha trong ban đào tạo, quý sơ phục vụ, quý thầy lớp tu đức đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội và khối tiền chủng viện giáo phận phát diệm. Địa điểm đầu tiên đoàn hành hương dừng chân là Đan viện Si Tô Châu Sơn, Nho quan Ninh Bình. Tại đây, Đức Tổng Du Xe Ngô Quang Kiệt ân cần tiếp đoán đoàn, đặc biệt đức tổng du xe đã tóm lược lại quá trình hình thành và phát triển của đan viện theo chân đức tổng chiêm ngắm từng đường nét kiến trúc độc đáo nơi thánh đường của đan viện đoàn không khỏi trầm trồ thán phục trước bộ ốc tài hoa và bàn tay khéo léo của các đan sĩ bước chân vào vườn đức mẹ fatima đoàn lại được ngụp lặng trong bầu khí chiêm nghiệm cầu nguyện nơi đây mỗi hòn đá gốc cây được các đan sĩ khéo léo sắp đặt nhằm mục đích truyền tải những thông điệp tin mừng. Và các sứ điệp được Đức Mẹ mặc khải cho ba em nhỏ tại Fatima năm 1917. Chia tay đan viện Sito, đoàn tiếp tục lên đường đến với xứ họ Đồng Bầu, thuộc xứ Khoan Du, để viếng thăm mộ Đức Cha Liêu, sinh năm 1803, mất năm 1858 giám mục giáo phận Tây đàn ngoài. Dưới chân ngôi mộ đá của Ngài, Đức Tổng Du Xe đã đưa mọi người ngược dòng lịch sử về thế kỷ thứ 19, giai đoạn khó khăn nhất của giáo hội công giáo Việt Nam. Trong bối cảnh khó khăn của xã hội, Đức Cha Liêu đã sống ơn gọi mục tử của mình bằng đời sống chứng tá, hy sinh hết mình vì đoàn chiên cho tới hơi thở cuối cùng. Qua gương mẫu đời Ngài, Đức Tổng mời gọi anh em chúng sinh noi theo các nhân đức của Ngài, cố gắng đào luyện mình và phục vụ dân Chúa bằng tình yêu cho đến tận cùng. Điểm cuối trong chuyến hành hương, đoàn đến với giáo sứ Lãng Vân. Tới đây, đoàn không chỉ kinh ngạc trước vẻ đẹp uy nghi, đồ sộ của ngôi thánh đường đang xây cất, mà còn được chứng kiến một cộng đoàn dân chúa đông đảo, sốt mến, nhiệt thành và đạo đức cùng với cha xứ và cộng đoàn giáo xứ, đoàn đã cùng hiệp thông trong thánh lễ kính lòng Chúa thương xót, cầu nguyện cho thế giới và cách riêng, cộng đoàn giáo xứ luôn tính thác cuộc đời mình cho tình thương của Chúa cách trọn vẹn. Chuyến hành hương qua đi, để lại trong lòng các anh em chủng sinh, ứng sinh những bài học ý nghĩa và những cảm xúc thật đặc biệt hy vọng rằng với những kinh nghiệm quý giá ấy sẽ là nguồn động lực giúp anh em có thể củng cố và thăng tiến đời tu của mình để mỗi ngày một hơn để mai sau trở nên những mục tử như lòng chúa mong ước